Bình Định vẫn tiếp nối bao đời, sinh ra và hội tụ anh tài trong rất nhiều lĩnh vực, và cho đến ngày hôm nay vẫn tiếp nối bao người con Bình Định thành danh trong rất nhiều lĩnh vực, làm rạng danh quê hương, cống hiến tích cực cho xã hội và cho đất nước. Xin mời quý vị cùng đến với không gian vui tươi, rộn rã của nông thôn Việt Nam ngày mùa để hòa chung với niềm hạnh phúc của người nông dân Việt Nam hôm nay qua ca khúc Cánh Lúa, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, qua phần song ca đặc biệt của hai người con Bình Định, ca sĩ Cẩm Ly cùng cô học trò quán quân giọng hát Việt Nhí 2014 bé Nguyễn Thiện Nhân. Trời mà giáng đông, bóng người thấp thoáng.